Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Hôm nay mình đang có một khách mời vô cùng đặc biệt, đó chính là Hà Vi đến từ S Channel. Hello, xin chào các bạn, mình là Hà Vi. Đó, Hà Vi là một tên tuổi mà các bạn cũng không quá xa lạ nữa, một DJ rất nổi tiếng trong giới công nghệ. Nhưng mà hôm nay sẽ còn một cái lý do đặc biệt hơn để mình mời Hà Vi đến đây. Hà Vi này, trong ngày 18 tháng 8 ngày hôm nay thì em có biết là tại Việt Nam có một sự kiện công nghệ nào đấy nó rất là đáng chú ý hay không? Cái này thì em cũng biết, bởi vì là những hôm vừa rồi thì em thấy mọi người cũng chia sẻ rất là nhiều ở trên các trang mạng xã hội á. Hình như đó là sự kiện ở ra mắt Oppo Reno 8 series diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không ạ? Chính xác luôn, đó chính là ngày hôm nay Reno 8 series được ra mắt. Và dòng Oppo Reno là có thể coi là một dòng smartphone hero của Oppo, bởi vì nó là một dòng máy mà lại đem đến cho những bạn trẻ rất nhiều cái sự cảm hứng, cũng như là nó đáp ứng được tất cả những nhu cầu của bạn trẻ, như là thiết kế đẹp này, camera đẹp này và hiệu năng đỉnh cao, cũng như là năng sạc nhanh nữa. Thì hôm nay chúng ta đã có chiếc Oppo Reno 8 series này. Và nhắc đến số 8 thì nó có một đặc biệt, một kỷ niệm đặc biệt gì, hay là có một cái liên kết đặc biệt gì với em hay không? Thật ra thì số 8 là một số khá đặc biệt với em nhé. Bởi vì là bây giờ nếu mà cho em được chọn một số từ, ví dụ có ai đó hỏi em là bây giờ chọn một số từ 1 đến 10 là số tự nhiên đúng không? Đúng rồi, thì thường là em sẽ chọn số 8. Bởi vì là số 8 thì cũng cùng ở trong ngày sinh của em là ngày 28 ấy. Ngày 28, Ngọc Vy sinh ngày bao nhiêu? 28 tháng mấy? 28 tháng 12 ạ. À đấy, các bạn nhớ nhá, Ngọc Vy sinh là Hà Vy sinh ngày 28 tháng 12 nhá. Đấy, các bạn nhớ nhá. Rồi, thì hôm nay với số 8 và với Reno 8 series thì anh cũng sẽ mang đến cho em một cái thử thách khá đặc biệt. Em hãy thử đoán xem, đây là gì? Thử thách à? Nếu mà một mẫu máy mới ra mắt thì chắc là anh sẽ thử thách em là trên tay. Review thì số 8 chắc là trong vòng 8 phút rồi anh. Rồi, em ơi, 8 phút nhá, nhà người ta đã lên giường đắp chăn đi ngủ rồi. Thế thì review trong 8 giây. Ôi, 8 giây thì đúng là chưa kịp trở tay thay quần áo. Thế thì anh nghĩ là bao nhiêu giây thì là vừa phải ạ? Thế hôm nay nhá, với số 8 và với chiếc Reno 8 này thì mình sẽ thử thách Hà Vi kể ra những cái điểm nổi bật nhất trên chiếc Oppo Reno 8 này trong vòng 88 giây. Đấy, 88 giây. Nghe cũng khá là bánh cuốn nhỉ các bạn nhỉ? Cũng khó đấy nhưng mà có vẻ thú vị anh ạ. Anh biết là khó nhưng mà với em thì nó lại rất thú vị. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ đưa chiếc máy này cho Hà Vi và chúng ta cùng bắt đầu thử thách này nhá. Ngay bây giờ thì mình sẽ chấp nhận thử thách của anh Hải và sẽ trên tay nhanh em Oppo Reno 8 này với 8 điểm mà mình thấy là nổi bật nhất nhá. Đầu tiên là về hộp đựng đi, thì năm nay mình thấy là Oppo vẫn không thay thế bất cứ một điều gì cả, vẫn có từ ốp lưng này, củ sạc cho đến dây sạc, đặc biệt là chiếc củ sạc nhanh 80W nhá. Điểm thứ hai về thiết kế thì mình thấy là đây, điểm nổi bật nhất chính là cụm camera hình số 8 được thiết kế nối liền với mặt lưng như thế này, giống như là em Oppo Find X5 Pro ấy. Cùng với đó là một cái thiết kế khá là vuông vức nhưng mà có những cái cạnh viền được bo cong mềm mại như thế này này, cũng tạo một cảm giác cầm nắm nó vừa chắc chắn mà cũng không kém phần thoải mái cho người dùng. Điểm thứ ba là về màu sắc đi, thì trên tay mình đây là màu đen thiên thạch, một màu sắc mà mình thấy là vô cùng là sang trọng, nhưng mà các bạn hoàn toàn là cũng có thể có một cái sự lựa chọn khác dành cho những bạn mà năng động hơn á, là màu vàng tinh tú. Điểm thứ tư là về màn hình, ở đây thì chúng ta có một màn hình AMOLED kích thước là 6,43 inch với tần số quét 90Hz vô cùng là mượt mà luôn. Điểm số 5 về camera thì với cụm 3 camera, camera chính là 64MP này, đi kèm với đó là camera góc rộng với cả camera macro. Thế nhưng mà điểm mình thích nhất thì chắc là camera trước này, 32MP đi kèm với rất là nhiều những chế độ như là chụp đêm này, làm đẹp AI này, xóa phông vân vân. Và nhắc đến chụp đêm thì điểm nhấn chính mà Oppo muốn hướng tới cho dòng máy năm nay ấy, cũng chính là bừng sáng khoảnh khắc đêm. Lúc nãy thì mình cũng đã có chụp qua một vài tấm rồi và những bức ảnh cho ra thì thật sự là mình cảm thấy vô cùng là ưng ý luôn. Điểm nhấn số 6 mình muốn chia sẻ đó là về con chip đi. Thì năm nay là Oppo đã sử dụng con chip Dimensity 1300 mạnh hơn hẳn so với cả những dòng máy cũ. Điểm số 7 là về củ sạc. Như lúc nãy mình cũng đã chia sẻ, một củ sạc nhanh 80W các bạn hoàn toàn là có thể sạc đến 100% pin nhá, chỉ trong chưa đầy 30 phút. Điểm số 8 mà cũng là điểm cuối cùng thì mình muốn nhắc đến về mức giá đi, cũng liên quan đến con số 8 luôn, khi mà em Oppo Reno 8 4G thì có mức giá là 8,9 triệu này, Reno 8Z thì có mức giá là 10,5 triệu và Reno 8 5G thì có mức giá là 13,9 triệu. Hình như là hơi quá 88 giây một chút rồi anh ạ. Không sao rồi. Nhưng mà tại vì là thật sự là năm nay là Oppo Reno 8 series là có quá là nhiều những cái tính năng. Lúc nãy em kể là em phải cố gắng kiểu tối giản hết mức rồi đấy. Thế mà vẫn có vẻ là không hoàn thành thử thách lắm. Thực ra là khi mà đưa ra thử thách này thì anh cũng nghĩ phần nhiều là em sẽ không hoàn thành thử thách đâu. Bởi vì anh biết là Reno 8 có rất nhiều những cái điểm thay đổi, cũng như là điểm nhấn, điểm mới trong năm nay. Đó, và cũng phải thông cảm cho Hà Vi nhá.
Thực ra là Vi cũng nói đủ rồi, và nhưng mà bây giờ thì mình sẽ bổ sung thêm những cái điểm mà nó rõ ràng hơn thôi. Đây, cho anh mượn máy một chút nhá. Đây thì như các bạn có thể thấy rằng ngay từ phần thiết kế, Vi cũng đã nói rồi, cái thiết kế này á, nó được thừa hưởng từ cái dòng flagship Oppo Find 5 Pro xuống dòng Reno 8 này. Và em nhìn vào đây em có thể thấy được một cái sự cao cấp nhất định, nó rất là liền mạch, nó không hề có một điểm cấn nào khi em vuốt từ đây lên nó, và khi em cầm á, nó không hề bị cấn tay. Với những cái điện thoại khác mà nó bị ghép vào đây á, thì cầm sẽ rất là cấn tay. Cái thứ hai đó chính là về hộp đựng đi, anh thấy rất thú vị về hộp đựng này. Đó chính là các bạn nhìn đây, tại sao năm nay Oppo lại không đứng một mình ở trên cái logo trên cái hộp này? Các bạn nhìn đi, đó là biểu tượng của, đây em biết biểu tượng có gì không? Em biết đọc Champions League. Champions League, đúng rồi. Đây chính là cái giải đấu vô địch của các câu lạc bộ bóng đá châu Âu đó. Và năm nay Oppo là kiểu như là hợp tác đồng hành cùng với UEFA Champions League đó. Và có lẽ anh em bóng đá, xem bóng đá với nhau, chúng ta thì quá quen thuộc với cái giải đấu này rồi. Nhưng các bạn nữ thì các bạn không biết, nhưng mà đây là một cái giải đấu rất là danh giá dành cho các câu lạc bộ châu Âu cũng như là hàng đầu châu Âu, hàng đầu thế giới rồi. Và đây Oppo cũng đem luôn cái logo trên chiếc máy này. Từ trước đến nay thì chưa hề có một chiếc Renault nào có logo này các bạn nhé. Chỉ có năm nay và có thể năm sau nữa thì mới có logo này thôi. Đó, đây là cái thứ hai về hộp đựng. Điểm thứ ba đó chính là con chip. Thì như em đã nói, cái chiếc máy này nó sử dụng con chip Dimensity 1300. Trước đây thì khi mà từ dòng Renault 6 lên dòng Renault 7 thì anh hơi bị thất vọng một chút đối với Oppo, đó chính là họ sẽ không thay đổi con chip, vẫn chỉ là Dimensity 900 trên cả hai dòng máy đó. Và may quá năm nay Oppo đã lắng nghe người dùng và thay đổi lên một con chip mà nó mạnh mẽ hơn hẳn so với Dimensity 900, đó là 1300. Đây chính là những cái điểm mà mình cần bổ sung cho Vi, bởi vì là Vi cũng đã kể qua những cái điểm nổi bật nhất rồi, mình sẽ không nói lại quá nhiều nữa. Và phải nói thật với các bạn nhé, lúc Vi nói đến đoạn giá, anh cứ nghĩ là ba con này lại đều là đầu 8, nhưng lúc đấy thì hơi ảo. Hóa ra là không phải, mà chỉ có Renault 8 4G là 8 triệu 9 thôi. Còn tất cả những con sau thì nó sẽ có mức giá. Và mình nghĩ rằng mức giá năm nay thì nó cũng rất là xứng đáng so với những cái thay đổi trên chiếc Renault 8 series dòng thế hệ mới này. Và đây Vi, sau khi mà cầm và cũng đã sử dụng qua chiếc máy này trong khoảng một thời gian ấy, thì em thấy rằng những đối tượng nào sẽ phù hợp nhất với chiếc máy này? Thời gian thì chiếc máy này em thấy là phù hợp với khá là nhiều đối tượng đấy. Nhưng mà em nghĩ là đối tượng mà Oppo cũng muốn hướng đến đối với cả dòng máy này, em nghĩ là các bạn học sinh sinh viên. Đặc biệt là các bạn sinh viên mà đang tìm cho mình một mẫu máy mà thật sự với thiết kế thì là đẹp này, cấu hình thì mạnh này, lại có camera cực kỳ là xịn sò luôn nhá, camera trước này chụp ảnh phải nói là ảo tung chảo luôn đấy. Thì em nghĩ là các bạn cũng hoàn toàn là có thể cân nhắc. Còn đối với cả những bạn học sinh chẳng hạn thì có thể là lựa chọn em Oppo Reno 8 4G với mức giá thấp hơn một chút, mềm hơn một chút. Còn các bạn mà có nhu cầu cao hơn thì có thể chọn là Reno 8Z hoặc là 5G. Đặc biệt là cái phiên bản Reno 8 5G này với mức giá 13,9 triệu và đi kèm rất nhiều quà tặng nữa. Thì mình nghĩ rằng với những ai mà làm dân văn phòng như mình chẳng hạn, thì các bạn muốn có một chiếc máy ổn định này và thiết kế đẹp, cũng như là một cái màu máy nhã nhặn như thế này, đấy, màu đen thiên thạch này mình rất là thích nhá. Đấy thì cũng có thể lựa chọn chiếc Reno 8 này, chứ không phải là hoàn toàn là hướng tới giới trẻ đâu. Đó, mà những người đi làm thì vẫn có thể phù hợp với chiếc máy này được. Nà. Rồi, hôm nay thì rất cảm ơn Hà Vi đến từ F-Channel đã góp mặt trong video của Tạp chí Mình Nhìn Việt Nam. Và đây cũng là một cái video mà mình thấy rằng là rất là hào hứng để lên video dành cho các bạn. Và xin cảm ơn Hà Vi đã xuất hiện cùng anh trong video này. Dạ. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ có còn nhiều những video khác có thể là kết nối với nhau. Dạ. Và lên chung hình như thế này. Dạ. Rồi. Rất sẵn sàng. Rất cảm ơn Hà Vi và xin chào. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Dạ. Bye bye.